Rồi, xin chào anh chị em. Thì tôi là Kevin đến từ Florida. Thì trong suốt thời gian qua thì có một số anh chị em hỏi mình ấy là tình hình là ở Việt Nam á, thì một số anh chị em đang chơi cái app đó là My Aladdin. Thì một số anh chị em ở Việt Nam á, là hầu hết chúng ta đang bị lẫn vào cho cái thị trường tiền ảo. Thì trong những năm qua có rất nhiều những dự án như Sky Mining, như là OneLine, như là blockchain, rồi như là một số mạng giống như Aladdin bây hiện hiện nay, và một số cái mạng khác là rồi nó đưa về Việt Nam rất là nhiều. Hầu hết tất cả những dự án, tôi nói thật với quý vị vô cái marketplace thì 1.000 dự án đó là trong trung bình mỗi một tháng là tới khoảng 200 cái thằng coin nó biến mất. 200 thằng coin nó biến mất, mà trong mỗi một tháng cái lượng đăng ký coin trên toàn bộ thế giới này nó ra tới 1.000 công ty coin khác nhau, mà nó ra sàn giao dịch của nó thì nó ra hàng trăm hàng ngàn sàn giao dịch khác nhau. Nhưng tôi xin thưa với quý vị, tất cả những sàn giao dịch đó là của nó và đồng coin đó là của nó luôn. Nên khi nó đăng ký với nước sở tại của nó đó, thì nó vừa ra đồng coin, nó vừa ra sàn sàn giao dịch nội bộ. Thì tôi nói với quý vị là để mà ra một cái sàn giao dịch nội bộ nó rất đơn giản, nó không có gì hết, nó chỉ là một trang website, nó quản lý database của cái lượng người vô truy cập, và tất cả những cái thông tin đó nó có thể chỉnh sửa được. Thì hầu hết các dự án đó nó đến từ đâu? Nó đến từ thằng Nga, thằng Ukraine, thằng Bulgaria, rồi thằng Hà Lan, thằng Bỉ, thằng Thụy Sĩ và thằng Singapore, thằng Trung Quốc. Thì hầu hết những dự án đó, tôi xin thưa với quý vị rằng nó không được đăng ký bản quyền và được đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Tiền tệ tại Mỹ và Canada. Thì quý vị biết rằng là cách đây khoảng tầm 3 năm về trước, thằng Facebook nó định ra một cái đồng Libra, thì nước Mỹ không cho phép nó ra cái đồng đó. Bởi vì sao? Cái nền tài chính kinh tế của Mỹ nó quản lý rất là chặt. Khi quý vị ra một cái đồng coin, quý vị xin phép và phải được liên hiệp về tiền tệ của Hiệp hội Mỹ cho phép. Và nó rất là khó nha quý vị nhá. Để xin được giấy phép ở Mỹ cực kỳ khó, cũng giống như ví dụ ở Việt Nam, quý vị muốn xuất khẩu tôm hoặc xuất khẩu một cái loại thực phẩm gì qua Mỹ đi, nó cực kỳ khó, nó không có dễ dàng một tí nào. Thì tôi nói với quý vị rằng lý do tại sao mà tất cả các công ty kia, quý vị thử đăng ký, quý vị là quốc tịch nước ngoài đi, quý vị đăng ký quý vị là Canada ở Mỹ đi, thì quý vị không thể đăng ký được. Giống như những website mà quý vị đã check lên đó, cứ một vài tháng quý vị lại có một cái network khác quý vị làm ăn, cứ một vài tháng lại thấy lại có một cái platform khác quý vị làm ăn, một vài tháng quý vị lại thấy ra một cái đồng coin khác kêu gọi người ta đầu tư làm ăn. Nhưng tôi nói với quý vị, những cái tiền đó quý vị kiếm không có bền và nó sẽ sập một ngày nào đó. Thì quý vị đừng bao giờ làm một cái gì mà bán kiếm cái đồng tiền nó nhanh mà mất hàng triệu đô la của người Việt Nam mình đổ ra nước ngoài. Thì tôi xin thưa với quý vị, đầu tư ở Mỹ này, một trong những công ty đầu tư bất động sản là Berkshire Hathaway, cũng giống như một số công ty là Kiwi Williams, một số công ty ở Mỹ này như JP Morgan Bank, họ đầu tư đủ các lĩnh vực hết. Nhưng một năm cái lợi nhuận của họ đó chỉ trả cho nhà đầu tư, mà nhà đầu tư là đã bạc triệu đô la, chỉ có 7% một năm mà thôi. Đấy là thời điểm hoàng kim ấy, là 7% một năm. Còn thông thường ấy, là nó bước 5 đến 6%. Và giống như ví dụ chúng tôi đầu tư vào những cái lĩnh vực về tiền tệ của Mỹ, đầu tư vào những cái dạng hạng mục đầu tư ví dụ như là về sinh lời của các nhà banh Mỹ nó trả cho mình đi. Thì nếu như quý vị có đủ cái số tiền đó thì nhà banh Mỹ nó trả tiền cho quý vị. Nhưng nó chỉ trả cho quý vị cái mức là cap, market cap từ 3% cho đến 6% một năm mà thôi. Thì đó là mà nó guarantee cái tiền của chúng ta dù có lên hay xuống, dù thị trường bất kể như thế nào thì nó sẽ không có mất tiền của quý vị. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi đầu tư trong lĩnh vực đó, và một số anh em chị em Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực qua Mỹ này về bất động sản, về về những lĩnh vực về tài chính của Mỹ, bởi vì công ty Mỹ nó take care toàn bộ cho quý vị. Quý vị không cần phải đau đầu, không phải nhức đầu, nhưng nó guarantee cái tiền quý vị không mất và cái cap market từ 3% cho đến 7%. Đó là lý do mà tại sao mà có nhiều các nhà đầu tư Trung Quốc, có nhiều các nhà đầu tư khác họ đổ tiền qua Mỹ rất là nhiều. Thì trong những năm qua đã, hiện tại bây giờ tôi đang nói về cái dự án này. Cái dự án này nó là về cây đèn thần Ma Aladdin mà mọi người vẫn đang trông chờ, mọi người vẫn đang gạ gẫm các chủ doanh nghiệp cũng như những người làm ăn tại Việt Nam đưa vô cái hệ thống này, mà bỏ 1 tỷ đô mua cái xe ô tô nó cho quý vị lại 1 tỷ, thì nó cho quý vị là 85% reward.
Thì tôi nói thật với quý vị, cái này không bao giờ có ở trên đời này. Không bao giờ có một cái công ty nào nó đủ tiền để nó trả cho quý vị hết. Mà đây chỉ là cái hình thức kêu gọi vốn đầu tư, nhưng thay bằng trả tiền mặt quý vị thì nó kêu gọi bằng cách bán tiền ảo lại cho quý vị. Quý vị hiểu không? Và cái app này nó ăn tiền từ các chủ doanh nghiệp cũng muốn bán hàng và tìm đủ mọi cách để đưa những nhà đầu tư mua sản phẩm, mua hàng, kích thích tiêu dùng, và nó ăn lợi nhuận từ những cái chủ doanh nghiệp và ăn lợi nhuận từ những nhà đầu tư bỏ tiền túi của mình đi mua, kích cầu về mua bán. Nhưng thực chất cái tiền nó trả lại cho quý vị không phải là bằng tiền mặt, quý vị hãy nhớ điều đó. Nó là những cái tiền ảo, mà tiền ảo này chỉ có giá trị trong cộng đồng của quý vị mà thôi, chứ không có giá trị trên quốc gia lãnh thổ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thế nên tôi nói với anh chị em, nếu những người nào mà chơi tiền ảo cũng như kinh doanh về cái mạng này, thì quý vị phải hiểu rằng tất cả những cái tiền ảo được tạo ra và những cái hệ thống mà quý vị đang xem blockchain bây giờ, những cái trang web đề đó, thì thật sự nó không phải là như vậy. Quý vị đã nhầm tưởng rồi. Để tạo ra một cái hệ thống blockchain không hề đơn giản một tí nào. Thậm chí tập đoàn nhà banh tại Mỹ này để cũng chưa có áp dụng được công nghệ blockchain. Nó cũng đang đi tìm thôi, vẫn đang tìm giải pháp thôi, chứ chưa có áp dụng thật sự về công nghệ blockchain. Mà quý vị thấy rằng những cái app ở Việt Nam nó ra đời 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là mới ra đời có 1, 2 năm thôi mà đã áp dụng hệ thống blockchain. Thì tôi nói thật với quý vị, cái đó quý vị bị lừa hết. Nên tôi khuyên quý vị rằng rất nhiều dự án ở Việt Nam đã đổ tiền ra nước ngoài, rất nhiều quý vị. Tôi làm trong lĩnh vực tài chính tôi biết, rất nhiều những dự án ở Việt Nam đã đổ tiền ra nước ngoài, biết bao nhiêu tỷ đô la, biết bao nhiêu tiền của người Việt Nam mình chảy máu ra nước ngoài. Trong khi quý vị kiếm không được bao nhiêu hết á. Chỉ có một vài người leader, một vài người mang những cái cơ hội đó về Việt Nam. Những người đó công ty họ trả cho những người leader đó là được 500 ngàn đến 1 triệu đô là cùng thôi. Nhưng mà quý vị biết không, hàng triệu những người dân Việt Nam đang mất tiền rất là nhiều. Quý vị chắc là biết là Đào Hải Hậu và Simon Lê mang cái cơ hội online đó về Việt Nam và đưa đi khắp các nơi. Nhưng quý vị biết không, ở Mỹ này không ai chơi mấy cái đó hết. Bởi vì ở Mỹ này sao, cái đó quý vị vô không có được nha. Và khi quý vị vô một phát đấy là thằng Mỹ đã đóng sập tường lửa luôn, không có vô được. Quý vị phải đổi cái IP thành Việt Nam, thành một số nước China mới vô được nhá. Thì tôi xin thưa với quý vị rằng tất cả những cái đó là quý vị đang dẫn tất cả những người dân Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam, những người đầu tư Việt Nam đi vào cái ngõ cụt, không kiếm được tiền một cách lâu dài và không có một cái định hướng, cái đường đi một cách rõ ràng. Quý vị chỉ chơi mập mờ và người nào kiếm được đồng nào hay đồng đó mà thôi. Nó mang cái tính chất chộp giật. Thì tôi xin thưa với quý vị, bởi vì quý vị đã tham gia cái nhóm này thì quý vị biết rằng có rất nhiều người đã post lên đủ các link khác nhau, đủ các refer link khác nhau để kiếm tiền. Nhưng quý vị có biết rằng quý vị đang kiếm tiền một cách nhỏ lẻ và đơn lẻ, và kiếm tiền một cách short term, và nó dẫn cái hệ lụy rất là nhiều về anh em, bà con, cô bác, dòng họ quý vị. Rồi có những người mà quý vị thật sự cũng không ăn được cái tiền đó, khi nó trả tiền quý vị như vậy đó, quý vị lại dùng cái tiền đó, quý vị lại phải đổi chác, lại mua lại những cái đồng coin của nó rồi trao đổi trong cộng đồng của mình. Thì quý vị dùng cái đồng coin của quý vị bán lại cho người khác để quý vị lấy tiền thôi. Nhưng cái người đó ôm cái đồng coin đó, người ta cũng chết. Thế nên tôi xin thưa với quý vị rằng, quý vị hãy nhìn lại, hãy kiểm tra lại những cái gì mình làm và tìm cái công ty nào đó nó có thể có tuổi thọ 40 năm, 50 năm, nó không có chết và những cái người người ta làm leader, người ta trả một cách xứng đáng cho những người làm việc. Và nó thật sự là một cái network quý vị cầm được, nắm được, sờ được, quý vị có thể chạm được. Đó là những cái mà quý vị dễ làm và ai cũng có thể làm được. Chứ đừng đi kiếm những cái mà quý vị không có trình độ về công nghệ cao, quý vị không có trình độ về internet, không có trình độ về những cái trình độ về high technology cũng như về cái công nghệ cao, mà quý vị đi giới thiệu với người ta những cái dự án công nghệ cao, giới thiệu với người ta những cái dự án chứng khoán lớn. Quý vị biết rằng có nhiều sàn giao dịch ấy, nó thu hút hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la rồi nó đóng cửa không? Thì tất cả những nhà đầu tư trên cái sàn đó đều mất tiền hết. Kể cả quý vị có thắng nhưng cái tiền vẫn nằm trong cái sàn giao dịch của nó mà thôi. Đây tôi nói với quý vị cái này tôi chia sẻ rất thật lòng. Đừng có để những người Việt Nam của chúng ta bỏ tiền và chảy ra nước ngoài nữa. Bởi vì tôi làm trong lĩnh vực tài chính tôi biết. Có rất nhiều dân tài phiệt, có rất nhiều những tội lừa đảo ở Nga Xô, Ukraine. Nó rất là lớn luôn và nó đi theo tổ chức mafia luôn. Nó tổ chức những cái hội thảo lớn, nó đưa những người nước ngoài về Việt Nam để mà thu hút đầu tư từ Việt Nam, từ Trung Quốc, từ các nước khác.
Nên đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ chứ không phải là cái network thông thường nữa. Nên quý vị hãy hết sức cẩn thận. Nên tôi chia sẻ cái điều này bởi vì rất nhiều những người Việt Nam đã nhắn tin hỏi cũng như inbox Kevin, bởi vì tôi check được trong cái system của Mỹ và cái website nào, cái platform nào đúng hay không và có đăng ký hay không, tôi sẽ biết được cái đó. Nên tôi chia sẻ cái này để quý vị tránh tình trạng là được đồng tiền nhưng mà lại mất đi tình bạn, mất đi những người thân yêu của mình. Đó là tôi chia sẻ thật lòng. Xin chúc quý vị một trong những ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn tạm biệt quý vị.